dặn người bị khẩu trang vào. Trong đông người ai cũng đang cần bị khẩu trang vào. Thằng đi giữ đây, thằng đi giữ đây bị khẩu trang vào. Xem YouTube, xem thông tin bị khẩu trang vào. Lắm thì có cả. Thank you.
quá là dễ thương rồi, nghe đây luôn rồi, luôn ghê á. Các bạn có muốn nghe hot trend của YouTube không? Dạ có. Dạ có. Tôi 3 đời làm MC, tôi là đời đầu tiên. Đấy, tôi nói thiệt luôn á, sau cái phần thi này 31 lớp tôi nghĩ là tôi sẽ nghỉ chơi TikTok trong vòng 1 tháng. Tôi ngồi nhạc TikTok rồi. Tôi cảm thấy sợ khi mở TikTok này nè. Được rồi. MC thì có lòng. Ban tổ chức xin thông báo có một bạn đánh rơi một cái điện thoại có sợi dây đeo hình vuông vịt. Bạn nào nhận được xin gửi lại cho ban tổ chức ở khu vực âm thanh. Xin cảm ơn. Ủa, nhận được điện thoại đó.